rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò sự Huế. Những không gian vẫn bồn bề lặng lẽ, bác đành nằm im. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví, nhớ làng sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Bác chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen dây dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời. Người muốn đem tận vô cùng bài ca đất nước theo bác đến mênh mông. Lần thứ ba bác vây gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi căn phòng sao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở tái thế rằng người ơi người ở đừng về. Bác nhìn em rơm rơm hàng mi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ, bởi bài ca đất nước sao quên. Lúc chia ly lời gì chúng đơn sơ, bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng đã yêu tổ quốc mình. Càng yêu thâm thiết những khúc hát dân ca. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, chuyện kể rằng trước lúc người đi xa.